Trải qua hơn 22 năm xây dựng và phát triển, SHB đã chuyển mình mạnh mẽ thành ngân hàng đô thị, tiến bước vững chắc và góp mặt trong top 5 ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trong suốt chặng đường xây dựng, phát triển và trưởng thành, SHB luôn nỗ lực không ngừng để mang đến cho quý đối tác và quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ ngân hàng chất lượng tốt nhất với phong cách phục vụ chuyên nghiệp nhất. Thành công của SHB hôm nay không chỉ được tạo bởi trí tuệ, bàn tay, khối óc của tập thể ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên ngân hàng, mà trên tất cả là bởi chúng tôi có được sự tin tưởng, lựa chọn, đồng hành của khách hàng. Cùng đồng hành, cùng phát triển, SHB luôn chú trọng xây dựng các chính sách, giải pháp sáng tạo, phù hợp, luôn lắng nghe, thấu hiểu khách hàng để tìm tòi, nghiên cứu, tư vấn giới thiệu đến sản phẩm dịch vụ ưu việt nhất. Chương trình khách hàng thân thiết mà điểm nhấn là hội nghị tri ân khách hàng VIP tiêu biểu hàng năm là một trong rất nhiều những chương trình hành động cụ thể nằm trong chuỗi hoạt động thực hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng của SHB. Từ năm 2009, chương trình chăm sóc khách hàng thân thiết đã bắt đầu được SHB triển khai với nhiều chính sách ưu đãi về lãi suất, linh hoạt về giải pháp để phù hợp hơn với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, nhất là các khách hàng gắn bó thường xuyên, lâu dài với SHB. Không ngừng sáng tạo, đổi mới, SHB ngày càng mang đến cho khách hàng những chính sách phong phú, đa dạng hơn, xây dựng hệ thống nhận diện khách hàng VIP, gắn nhận diện vào mã khách hàng trên hệ thống CO để chăm sóc và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh nhất, chính xác nhất. Trước đây thì Tổng ty Thăng Long là một doanh nghiệp nhà nước và có cái doanh thu và nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ ngân hàng, sử dụng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh là rất lớn. Thì với cái sự gia tăng về doanh thu hàng năm cũng như là cái nhu cầu dịch vụ sử dụng các cái dịch vụ của ngân hàng là có những cái phát triển. Và tại thời điểm đó thì ngân hàng SHB có đến và đặt cái quan hệ làm việc. Thì lãnh đạo Tổng ty Thăng Long đánh giá là ngân hàng SHB là một trong những ngân hàng phù hợp tại cái thời điểm đó, các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng của Thăng Long. Và tháng 7 năm 2011 thì Thăng Long với SHB thì chính thức quan hệ giao dịch và liên tục từ đó đến nay. Và cái dịch vụ thì ngày càng phát triển. Gentaco và SHB đã có sự hợp tác hơn 10 năm nay. Từ năm 2005 đến nay thì SHB đã bắt đầu tài trợ cho tín dụng cho đơn vị từ năm 2005. Từ ban đầu là những món tín dụng nhỏ lẻ, vay món. Trong quá trình hơn 10 năm thì SHB đã từng bước tài trợ nhiều hơn cho công ty, từ tín dụng trung hạn, ngắn hạn và đến hôm nay đã tài trợ toàn diện cho hoạt động của công ty, cả xuất khẩu, nhập khẩu, cả vay tạm trữ, cả đầu tư trung ngắn hạn. Hiện nay SHB đã trở thành một trong hai ngân hàng đang tài trợ chính cho công ty. Công ty lựa chọn SHB là nhà tài trợ chính cho công ty bởi vì chính sách dịch vụ, chính sách tín dụng và sự hỗ trợ khách hàng của SHB rất là tốt. Từ khi đến với SHB thì tôi rất tin tưởng vào SHB bởi vì SHB là cái ngân hàng mà có cái tiềm lực tài chính rất là tốt. Và chúng tôi đặt niềm tin vào SHB cho nên là mỗi khi mà chúng tôi có những cái khoản tiền mà nhàn rỗi, chúng tôi đều gửi gắm vào SHB. Ngoài ra thì mọi giao dịch của công ty tôi đều thông qua SHB để làm cái trung tâm giao dịch. Năm 2010, Hội nghị tri ân khách hàng VIP SHB năm 2009 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng, Việt Nam, mang dấu ấn đặc biệt quan trọng trong các chính sách ưu đãi chăm sóc khách hàng của SHB. Hội nghị đã vinh danh 219 khách hàng doanh nghiệp cá nhân tiêu biểu nhất đồng hành và góp phần quan trọng vào sự thành công và phát triển của SHB. Không chỉ là vinh danh, chuỗi những hoạt động nằm trong chương trình tri ân khách hàng tại Đà Nẵng là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ mà lần đầu tiên các khách hàng VIP có dịp trải nghiệm, giao lưu cùng SHB. Hàng năm thì SHB có tổ chức chương trình hội nghị khách hàng. Chương trình này theo cá nhân tôi đánh giá là rất là có ý nghĩa. Nó giúp cho doanh nghiệp có điều kiện ngồi với các khối nghiệp vụ, lãnh đạo của ngân hàng SHB để chia sẻ những thông tin, chia sẻ cái những vấn đề mà cả hai đều quan tâm trong quá trình hợp tác, kinh doanh. Từ đó, ngân hàng sẽ hiểu doanh nghiệp hơn, doanh nghiệp cũng hiểu được ngân hàng hơn. Vì vậy, chúng tôi rất mong muốn hàng năm chương trình hội nghị khách hàng cần duy trì và đều đặn
để giúp cho doanh nghiệp phát triển, đồng thời sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn. Thành công ngay từ hội nghị tri ân khách hàng VIP đầu tiên đã củng cố thêm tinh thần động lực để SHB tự tin phát triển hoạt động này một cách thường niên. Sau Đà Nẵng, điểm đến tiếp theo của hội nghị khách hàng lần thứ hai là ở đảo Ngọc Phú Quốc Việt Nam. Hội nghị tri ân khách hàng VIP SHB năm 2010 đã trân trọng vinh danh 220 khách hàng kim cương, vàng bạc của SHB với những thành tích đặc biệt quan trọng của khách hàng trong sự phát triển của SHB. Những ngày giao lưu đặc biệt giữa khách hàng VIP và cán bộ nhân viên SHB cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Hiền Thục, Thu Minh, Đức Hải tại đảo Ngọc Phú Quốc đã ghi dấu nhiều kỷ niệm đẹp, hết sức ấn tượng, độc đáo trong mỗi khách hàng và thành viên đại gia đình SHB tham dự kỳ hội nghị này. Không chỉ dừng ở việc tổ chức hội nghị tri ân khách hàng ở trong nước, năm 2013, cùng với sự phát triển cả về chất và lượng của chương trình khách hàng thân thiết cũng như quy mô tầm vóc của SHB, Macau là điểm đến tiếp theo của hội nghị tri ân khách hàng VIP SHB lần thứ 3. Điểm đặc biệt của hội nghị này, ngoài việc lần đầu tiên tổ chức tại nước ngoài, còn là sự hiện diện và đồng hành của nhiều gương mặt khách hàng VIP đến từ các tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn ở nhiều lĩnh vực ngành nghề như điện lực, viễn thông, dầu khí, nông nghiệp, nông thôn, thủy hải sản. Tại đây, 227 khách hàng VIP được trân trọng vinh danh và có những trải nghiệm vô cùng thú vị, là những kỷ niệm đẹp không thể nào quên trong lòng tất cả những ai tham dự hội nghị. Năm 2013, hội nghị tri ân khách hàng VIP SHB năm 2012 lần thứ 4 được tổ chức tại xứ sở Kim Chi. Ngoài mục tiêu cao cả là chào đón và vinh danh hơn 200 khách hàng VIP của SHB, kỳ hội nghị này còn tạo một dấu ấn đặc biệt quan trọng trong vai trò kết nối, tạo cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Hàn của cá nhân Chủ tịch SHB, ông Đỗ Quang Hiền, với cương vị là Chủ tịch Diễn đàn Xúc tiến Thương mại Việt Hàn. Hội thảo kết nối doanh nghiệp Việt Hàn do Phòng Thương mại và Công nghiệp hai nước, Chủ tịch Đỗ Quang Hiền và SHB đồng tổ chức đã kết nối, tạo điều kiện cho hơn 200 doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là khách hàng của SHB tiếp xúc với các doanh nghiệp nước bạn, xây dựng tiền đề cho sự hợp tác kinh doanh sau này. Thành công nối tiếp thành công, phát triển không ngừng phát triển. Chặng đường 5 năm của chương trình tri ân khách hàng thân thiết của SHB không ngừng được nâng tầm, đổi mới cả trong chính sách tri ân, ưu đãi đối với khách hàng VIP đã đồng hành, góp phần quan trọng vào sự phát triển của SHB, mà còn liên tục đổi mới trong những điểm đến mới lạ, khám phá và cùng chia sẻ, giao lưu học hỏi. Đảo quốc Philippines là điểm đến thứ 5 SHB cùng khách hàng VIP năm 2013 cùng đặt chân tới, khám phá và cùng nhau đồng hành. Qua 5 năm tổ chức, hội nghị tri ân khách hàng VIP thường niên đã tạo những dấu ấn quan trọng, trở thành một sự kiện lớn được cả cán bộ công nhân viên SHB cũng như các khách hàng VIP quan tâm, mong đợi. Mỗi kỳ hội nghị, cùng với việc tìm tòi, nghiên cứu để mang đến nhiều ưu đãi hơn cho khách hàng VIP, SHB không ngừng đầu tư chiều sâu để mỗi hội nghị, mỗi lễ vinh danh thể hiện sự trang trọng nhưng không nhàm chán, lặp lại, mà luôn là sự thú vị, lôi cuốn, hấp dẫn, mọi khách hàng hòa đồng, giao lưu hết mình cùng văn hóa của SHB. Với SHB, hội nghị tri ân khách hàng VIP hàng năm là cơ hội để thể hiện sự tri ân tới những khách hàng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của SHB. Với khách hàng, đây là dịp để họ củng cố thêm niềm tin khi tiếp tục lựa chọn SHB là bạn đồng hành. Và cũng qua đây, SHB đã, đang và sẽ trở thành cầu nối giữa các doanh nhân, doanh nghiệp là khách hàng của SHB cùng nhau phát triển. SHB đã, đang và sẽ mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên con đường hướng tới sự thành công và thịnh vượng. Trên con đường đó, SHB chắc chắn đã và sẽ là đối tác, là người đồng hành đáng tin cậy nhất của mỗi quý khách hàng.